hello hello xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 23 tháng 9 năm 2021 và bây giờ cũng khá trễ bây giờ là khoảng 8 giờ 18 phút tối giờ Cali. Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ sáu chúng ta đã bắt đầu bước vào cuối tuần rồi là ngày 24 tháng 9 tại Việt Nam. Thì tình hình ngày hôm nay đó chúng ta lại tiếp tục thấy thêm một ngọn nến màu xanh nữa. Chúng ta đang nhìn vào cái biểu đồ nến giờ của sàn Coinbase thì bây giờ giá Bitcoin là khoảng 44.493 và hôm nay đó cách đây khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ thì giá Bitcoin đã lên tới là 45.000 đô ở trên sàn Coinbase trước khi chúng ta có một cái sự điều chỉnh nhẹ đi trở xuống bây giờ là 44.475 ở thời điểm này và chúng ta chuyển qua cái biểu đồ này đến ngày thì các bạn thấy được chúng ta đã có hai ngày xanh sau khi mà ba ngày đỏ liên tục thì chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục trong cái phạm vi khi mà các bạn nhìn xa hơn đó thì các bạn thấy được chúng ta căn bản là vẫn tiếp tục trong cái phạm vi từ đầu tháng 8 tới bây giờ là 40.000 cho đến 50.000 vẫn tiếp tục trong cái phạm vi này. Nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình đó nhìn vào cảm xúc của mọi người ở trên Twitter, ở trên những mạng xã hội như là Reddit hay là các bạn nhìn vào những cái đại truyền hình như là CNBC, nhìn vào thị trường tài chính nói chung đó thì hôm nay thị trường chứng khoán cũng là một màu xanh và những mà nào mà mới tham gia thị trường tài chính có thể là không biết những người mà có cái trí nhớ ngắn nhất đó chính là những người trong thị trường tài chính rất là mau quên nếu như mà tình hình này cứ tiếp tục đó thì các bạn thấy được là sẽ rất ít người nhắc đến Evergrande cái sự kiện mà cái đây hai ngày là một sự kiện rất là nổi khi mà thuận dừa tham gia thị trường tài chính năm 2008 khi mà thuận dừa ra trường thời điểm đó thì khi mà khủng hoảng tài chính xảy ra đó thì mọi người lúc đó đều nói là chắc lâu lắm chắc phải vài năm sau mọi người mới thực sự là hoàng hồn lại từ cái sự kiện của năm 2008 không quan tài chính nhưng mà không phải như vậy cái bài được trong thời gian chỉ có mấy tháng thôi à, sau khi mà giá cả đi xuống lẹ là từ cái lúc mà khoảng chừng là kết thúc của thời điểm đó là đầu năm 2009 thì nhiều người đã bắt đầu lãng quên đi cái sự kiện đó và nhiều người nói là chắc rất là lâu thì giá cả của nhà cửa mới cao trở lên lại các bạn thấy trong vòng vài năm thôi là giá cả đã đi ngược trở lên Thậm chí bây giờ giá đã cao hơn là cuộc quan năm 2008 rất là nhiều rồi Cho nên chúng ta thấy được là thị trường Cái cảm xúc thay đổi rất là nhanh chóng Đó chính là thị trường tài chính Mọi người chi nhớ rằng là ngắn hạn Bây giờ nhìn vào tình hình của Bitcoin thì hôm nay thường refresh channel lại thì ngày hôm nay cũng không có sự tăng trưởng nhiều tăng 1,8% vẫn cao hơn ngày hôm qua Ethereum thì bây giờ đã là hơn 3.100 đô ở mức là tăng 1,1% Cardano tăng 2% thì Cardano đó gần đây cũng đứng như một chỗ có cái sự đi xuống cùng với thị trường nhưng mà Cardano sau khi mà có cái cập nhật smart contract đó, mà nhiều bạn cũng đã biết thì sau đó thì Cardano đã có một sự điều chỉnh đi xuống và bây giờ vẫn giữ trên 2 đô la nhưng mà tính theo giá cả đó thì không có gì đặc biệt trong thời gian là cả tuần qua nhưng mà Cardano sắp có một cái sự kiện đó chính là cái sự kiện Cardano Summit thì để thường cho các bạn hiểu được là Cardano Summit là ngày nào đó chính là cái trang web các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đây là một cái sự kiện mà diễn ra khắp nơi và ở Việt Nam cũng có đó chính là Hà Nội nhưng mà bây giờ đó là có một số nơi là trực tuyến tại vì sao tại vì cái dịch bệnh đang hoàn thành hiện bây giờ thì các bạn thấy được là Kodo Summit này là sẽ diễn ra vào cái thời điểm là ngày 25 tây và ngày 26 tây năm 2021 nghĩa là chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi thì bây giờ nhiều người tôi nghĩ là vẫn đang trông chờ chúng ta bây giờ đã biết là Cardano đã có cái cập nhật half, uh, half fork có smart contracts thì bây giờ trong cái hội nghị Cardano Summit này sẽ có những gì được chia sẻ có nơi bật hay là không có những đối tác lớn nào được nói hay không hay là những cái ứng dụng phi tập trung nào mà nổi tiếng sẽ được chia sẻ ở trong cái buổi hội nghị này hay không tôi nghĩ là mọi người đều đang chờ đợi thêm thông tin thì có một số bạn có thể nói là bây giờ tình hình của Cardano là chúng ta có khả năng thấy cái tình hình đó là khi mà cái buổi họp mặt của Donald Trump diễn ra thì có khả năng là giá đơm hay không giống như chúng ta thường hay nói tới là buy the rumor, sell the news có nghĩa là mua tin đồn, bán tin thật cái ngày mà tin được xác thật thì ngày đó là giá xuống như chúng ta thường hay thấy là nhiều người mua đẩy giá lên trước cái cập nhật lớn sau khi đó cập nhật thì giá lại được đẩy xuống thì tôi không nghĩ như vậy tại vì sao? tại vì chúng ta thấy được là hiện bây giờ chúng ta đâu thấy cái hiện tượng đầu tiên đâu có nghĩa là buy the rumor nếu như các bạn nói là share the news thì phải có by the rumors Thì bây giờ chúng ta thấy trong thời gian cả tuần qua chúng ta đâu có thấy ai đẩy giá Cardano lên đâu Thì cái khả năng mà cái ngày sự kiện diễn ra khiến cho giá ca đi xuống thường nghĩ là khả năng đó là không có cao Nhưng mà chúng ta thấy là tình hình bây giờ đó cũng có thể là nếu như mà tin tức tốt thì có thể là hiện tượng ngược lại là chúng ta có thể hiện tượng là buy the news, sell the rumor, có nghĩa là có thể chúng ta thấy giá cả tăng trưởng nếu như mà chúng ta thực sự có tin tức tốt, có cái giá trị ở trên cái hội nghị Cardano Summit năm 2021 này. Đây là cái tình hình liên quan đến Cardano mà tôi muốn mang đến cho các bạn. Đồng BNB thì cũng không có gì đặc biệt, giá cũng giống như là ngày hôm qua, XRP thì cũng tương tự ngày hôm qua xuống 1,5%. Chúng ta thấy là Solar nào thì cũng đứng một chỗ, Polkadot thì có sự tăng trưởng 2,8% Và chúng ta thấy là dosco bây giờ là đang đứng rất là gần cái điểm mà bị đẩy ra khỏi top 10 Chúng ta thấy được là ngay sau lưng Polkadot đó chính là Avalanche Nhưng mà chúng ta nhìn vào market cap đó thì Avalanche là 16,4 tỷ Trong khi Dogecoin là tới gần như là 30 tỷ lần, con số cao hơn Avalanche rất nhiều nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay chúng ta có một nhà tài trợ đó là một sàn mà thùng đã từng đề cập đến trước đây đó chính là sàn EX. và cái thông điệp ngày hôm nay đó thì có hai điều thùng muốn chia sẻ với các bạn đây là hai điều liên quan tới một cái tính năng mới của sàn EX mà cũng rất là thú vị đó chính là tính năng mà các bạn có thể sử dụng stake asset như là những cái tài sản các bạn đang stake để mà hưởng lợi nhuận có thể dùng những tài sản đó để các bạn dùng làm thế chấp khi mà các bạn sử dụng futures khi các bạn trade futures thì những tài sản được sử dụng ở sàn Asenex là những tài sản nào thì các bạn được là những tài sản như là Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC, đồng DOT và đồng Adam và các bạn khi mà dùng tài sản stake để mà tham gia vào futures thì các bạn vẫn có thể nhận được cái lãi suất của tài sản đó và sẽ được nạp trực tiếp vào cái chương mục futures để cho các bạn có thêm cái phần thế chấp và có bốn sự kiện liên quan đến tính năng này được chia sẻ bởi sàn à mà họ muốn thuận mang đến cho các bạn những thông tin để các bạn nào hứng thú có thể tham gia đó chính là tổng số tiền thưởng có thể lên tới là 300.000 đô la từ ngày 15 tây tháng 9 cho đến ngày 13 tây tháng 10 thì sự kiện đầu tiên đó là một sự kiện rất đơn giản Đó chính là các bạn sau khi mà đăng ký xong Bấm vào cái link này để mà điền đơn đăng ký tham gia sự kiện Sau đó các bạn có thể tìm hiểu làm sao để stake những cái tài sản của mình Và trả lời những câu hỏi đơn giản để các bạn có thể nhận được Từ 5 đô cho đến 50 đô tùy theo Và chúng ta kế tiếp nói tới sự kiện thứ nhì đi Sự kiện này là một sự kiện các bạn có thể tham gia vào stick trong vòng 14 ngày và có thể nhận được cái phần trăm lợi nhuận từ 3,5% cho đến 20% tùy theo là các bạn stake đồng nào và stake như thế nào. Thì chương trình thứ hai này đó là chỉ dành cho 500 bạn mà thôi. Thì những mà nào mà đã tham gia thành công đó thì có thể nhận được cái tiền thưởng lên tới 10.000 đô. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái chương trình thứ ba. Đó chính là cái chương trình mà các bạn di chuyển tài sản từ cái chương mục stake các bạn, có nghĩa là cái tài sản mà thế chấp đó chuyển qua cái chương mục future các bạn thì các bạn cũng có thể thắng một cái giải lên tới là 1088 đô. Và cái sự kiện thứ tư, đó chính là cái sự kiện mà có cái tổng số tiền lên tới là 200.000 USDT thì khi mà các bạn tham gia vào futures mà các bạn có một số những cái phần lỗ đó thì các bạn có thể được bù lỗ một phần nhưng mà cái này là tùy theo là các bạn à, lỗ như thế nào như là các bạn nhìn thấy những chi tiết nằm ở trên màn hình. Thì những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu và tham gia những cái sự kiện này thì đây là cái thông tin đến từ sàn Astanex mà họ muốn thông mang đến cho các bạn. Các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số thông tin liên quan tới Bitcoin đi Thì ngày mai là cái ngày thứ sáu của cuối tháng 9 Thì chúng ta thấy được là đó là ngày gì? Đó là một ngày mà mỗi tháng chúng ta đều thấy là sẽ có cái sự đáo hạn của option có nghĩa là những cái hợp đồng option liên quan tới bitcoin thì trước hết á, các bạn thường hay nghe nói tới cái khái niệm là futures futures mà các bạn thường hay thấy trên những sàn như là binance hay là các bạn thường hay trade futures trên những sàn như là deribit thì các bạn thường sẽ nghĩ đến là futures và option giống nhau nhưng mà thực sự là nó không giống nhau nó có một số điểm giống nhau nhưng mà cái sự khác biệt giữa các bạn sử dụng futures và option khi chúng ta nói tới thị trường tài chính đó chính là cái phương diện pháp lý của hai cái khi mà chúng ta nói future, future nghĩa là hợp đồng tương lai các bạn là hai bên thỏa thuận là sẽ mua một loại tài sản nào đó hay là bán một loại tài sản nào đó ở cái mức giá nào đó ứng định tương lai. Đây là một cái hợp đồng cả hai sẽ giao dịch khi mà điều đó xảy ra. Chúng ta nói tới option, option sẽ khác một chút. Option là cái quyền được mua và cái quyền được bán cũng là một hợp đồng nhưng mà đây là cái hợp đồng cho các bạn cái quyền mà thôi chứ không phải là các bạn cần phải thực hiện. Có nghĩa là nếu như mà các bạn có một hợp đồng mua Bitcoin một mức nào đó nhưng mà tới cái thời điểm đó giá Bitcoin đã tụt xuống rồi các bạn đương nhiên có thể mua Bitcoin với cái giá thấp hơn ở trên thị trường hơn là cái giá mà các bạn ứng định cho hợp đồng thì các bạn có quyền là được bỏ hợp đồng đó các bạn chỉ mất cái tiền mua hợp đồng mà thôi nhưng mà ngược lại thì các bạn cần phải thực hiện cái giao dịch đó Cho nên mới dẫn đến cái việc mà các bạn đã nhớ là Năm ngoái đó, có một cái thời điểm Mà cái hợp đồng giao dịch dầu đó là số âm Có nghĩa là các bạn mua hợp đồng Người ta còn cho tiền các bạn nữa Tại vì sao? Tại vì những người đó Họ không có cách nào để lưu trữ dầu hết cái lưu trữ dầu còn mắc hơn là họ bán hợp đồng lỗ cho nên mới dẫn đến là nhiều người nói là giá dầu bán với cái giá âm nhưng mà thật sự không phải cái mà bán với cái giá âm đó chính là cái hợp đồng của dầu tại sao bán giá âm tại vì họ muốn người khác mua cái hợp đồng đó để mà lấy dầu tự lưu trữ đó chính là hợp đồng tương lai để cái khác biệt dầu <laughs> các bạn hiểu sự khác biệt này cái mà đáo hạn ngày mai đó chính là hợp đồng options thì cái nhà hạn đó hạn đây chúng ta thấy có một cái giá nó gọi là cái giá gọi là max pain Hiểu đơn giản đây là cái giá mà thường thường hay nói là cái giá đau đớn tốc độ. Thì giá đơn đớn độ là cái giá gì? Đó chính là cái giá mà nhiều hợp đồng nhất sẽ trở thành con số 0. Có nghĩa là mức giá này sẽ khiến cho nhiều trader mất cái tiền hợp đồng của mình. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta nhìn vào hợp đồng ngày mai đi, cái giá max pan cái giá đau đớn nhất là 44.000 đô. có nghĩa là chúng ta nhìn trên màn hình đi, thì những người mà có như hợp đồng đó ở dưới 44.000 đô như là các bạn thấy là ở những mức như là 43.000, 42.000, 40.000, đây là những người mà họ có cái hợp đồng quyền được bán, nghĩa là những người này họ sợ giá rớt. đây là những hợp đồng mà họ đã có trước đây rồi chứ không phải là bây giờ họ đã nghĩ là giá có thể rớt dưới cái mức 44.000 đô cho nên họ muốn cái quyền được bán ở những mức như là 40.000, 38.000, 36.000. Cho dù Bitcoin có rớt xuống 20.000 họ vẫn được quyền bán ở cái mức là 38.000, 36.000 và ngược lại chúng ta thì được là ở bên tay phải này là những người mà họ muốn có cái quyền được mua như vậy là họ muốn quyền được mua Bitcoin ở những mức là 46.000, 50.000 thậm chí là 60.000 Tại vì sao? Tại vì họ có thể nghĩ là lỡ như mà giá Bitcoin thực sự là go to moon thì tăng trưởng mạnh thì họ được quyền mua Bitcoin ở những mức giá này mà hợp đồng đã ấn định. Nếu như mà họ muốn, đó là điều khác biệt. Nếu như mà họ muốn, họ có thể mua được Bitcoin ở những mức như là 50 ngàn. Như là người này lưu trữ hợp đồng ở 50 ngàn. Mặc dù giá Bitcoin lúc đó có thể là 70 ngàn, 80 ngàn, họ vẫn được quyền mua ở 50 ngàn. Nhưng mà ở mức giá 44 ngàn thì những hợp đồng bên tay trái này, những hợp đồng bên tài phải này sẽ coi như là hết hạn và đối với là option khi mà hết hạn thì hợp đồng đó về con số 0. Thì đây gọi là cái giá mà đau đớn nhất là 44.000, nhiều người trên uh, sàn sẽ lỗ nhất là mức là 44.000. Thì các bạn thấy là bây giờ giá là bao nhiêu? Giá ngày hôm nay như là các bạn đã thấy là xây với mức 44.500 đô. Thì đây là một trong những cái thuyết âm mưu mà nhiều người thường hay nói đến là cái giá của loại tài sản mà được giao dịch option trong trường hợp này là Bitcoin đó thì gần tới ngày đáo hạn nên thì cái giá nó sẽ bị hút về cái mức gọi là cái mức max pain vì lý do gì nhiều người cho là tại vì đây là có một cái bàn tay nào đó muốn đẩy giá về cái mức này để cho nhiều người lỗ nhất ở trên sàn đây đương nhiên là những lời cáo buộc mà thôi nhưng mà sự thật thì bây giờ các bạn thấy được là ngày mai là đáo hạn tổng cộng là 2,9 tỷ đô la hợp đồng và cái giá max pain là 44% đây là tình hình liên quan tới đáo hạn và ảnh hưởng đến giá như thế nào mà nhiều bạn tự hỏi thuận thường, thường thường hay chia sẻ thông tin tương tự mỗi tháng thì đây là thông tin của tháng này